Chiều ngày 6 tháng 4, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận cơ quan tiến hành tố tụng đã có quyết định khởi tố ông Hồ Văn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, để điều tra về tội nhận hối lộ. Trước đó, Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các ông Võ Thiên Sinh, 44 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ; Võ Thành Quý, 36 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, cựu trưởng phòng quản lý đô thị quận Cẩm Lệ; Nguyễn Đặng Nhất Huy, 41 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, cựu phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thi Nghĩa Hưng. Các bị can bị khởi tố để điều tra về hai tội danh đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến công tác nạo vét bùn hệ thống cống thoát nước năm 2021 trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Trong đó, ông Võ Thiên Sinh và thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ của doanh nghiệp trong gói thầu thi công nạo vét cống thoát nước trên địa bàn quận này.